Ngày 3 tháng 11, ông Phạm Văn Giáp, trưởng công an làng Mạc Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn và đang giải quyết việc một học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Quảng Ninh bị nhiều người xông vào trường đánh bị mến và đang tiến hành xử lý theo quy định. Dùng gáy của học sinh Lê Xuân Cờ, tấy đỏ khi bị 5 người xông vào trường hành giữ ảnh gia đình cung cấp. Theo phản ánh của anh Lê Xuân Quang 1983, ngụ làng Mạc Quảng Ninh, anh có con trai là em Lê Xuân Cờ, đang học lớp 8A, trường trung học cơ sở Quảng Ninh, làng Mạc Quảng Ninh, vừa bị nhóm phụ huynh của một nữ học sinh xông vào trường đánh. Theo anh Quang, sự việc diễn ra vào đầu giờ học buổi chiều ngày 30 tháng 10, khi con trai anh đến trường đi học, thì bất ngờ có 5 người, đều là phụ huynh và người thân của em M. Quỷ hờ học sinh lớp 8B trường trung học cơ sở Quảng Ninh xông vào đánh tới tấp. Nghe tin con bị đánh, tôi đến trường thì cháu chỉ biết đứng khóc, tâm lý lo sợ. Mặc dù sức khỏe của cháu không bị nghiêm trọng, thế nhưng sự việc khiến cháu rất kiêng dè sợ. Do bức xúc trước hành động của nhóm người lớn nên gia đình đã trình báo công an vào cuộc xử lý, anh Quang nói. Bà Ngô Thị Thúy, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quảng Ninh, cho biết sự việc xảy ra do mâu thuẫn giữa em Cờ và em Huyện. Khi đó, giáo viên và các học sinh đang đến trường, chuẩn bị vào lớp học thì có nhóm 5 người đi bằng ô tô đến trường và xông vào đánh em Cờ. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời hai bên gia đình đến hòa giải, nhưng không được nên đành trình báo để công an xử lý, bà Thúy nói. Theo công an làng Mạc Quảng Ninh, vụ việc học sinh bị đánh xảy ra vào kia về 13 giờ 20 phút ngày 30 tháng 10, phụ huynh và người thân tất cả có 5 người, của em M. Quỷ hờ đã đi ô tô đến và xông vào trường đánh em Cờ. Đúng là có việc phụ huynh em Huyện xông vào trường đánh em Cờ. Nhưng may mắn không bị mến nặng, nên chúng tôi đang động viên các gia đình ngồi lại với nhau, giải quyết về mặt dân sự, ông Giáp nói. Cũng theo ông Giáp, công an làng Mạc đang làm rõ ràng những người đánh cháu Cờ, để xử lý hành chính theo quy định.